Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay tụi mình sẽ đi nướng đồ ăn ở bãi biển nha. Khu vực này là khu vực Gành Dầu ở Phú Quốc. Bãi này cũng rất là hoang sơ thôi. Đường di chuyển xuống thì hơi khó đi như các bạn. Khúc này các bạn chịu khó xem một xíu nha, hơi bị rung lắc xíu. Tại vì mình đang cầm điện thoại quay, mình không có sử dụng gimbal. Bãi này thì mình chưa có ra, nhưng mà nhóm mình thì có người đã đi rồi, nên là bây giờ thì mình sẽ đi theo thôi. Khúc này thì hơi có nhiều rác một xíu. Mình không biết mấy cái khô khô này là cái gì luôn á. Hình như nó là kiểu lá cây như là sao á, mà nó nhiều quá. Tụi mình sẽ đi men theo cái bờ đá bên tay phải để di chuyển qua cái chỗ cái đám cây đước ngoài kia á. Và đi thêm một đoạn nữa thì mới tới. Một số đồ ăn thì sẽ được chuẩn bị trước ở nhà nha các bạn. Thấy vậy thôi chứ nó cũng rất là khó di chuyển á. Tại vì ở dưới nó có đá nữa. Tụi mình phải đi qua một cái bãi đá khác nữa. Thôi nước đang ngập. Cái bãi kia thì nó cao cao thôi. Trừ đi qua thì nó hơi khó đi một xíu. Mình nhìn mấy cái rễ của nó nè. Ở đây đúng chất là bãi đá luôn các bạn. Mà chưa tới đâu, vẫn còn đi thêm nữa. Mình thấy thỉnh thoảng thì mấy người dân địa phương ở đây á, người ta hay câu cá qua đây nè. Nhưng mà người ta phải lội ra phía bên ngoài á, mấy cái mỏm đá bên ngoài á. Có người thì câu mực nữa các bạn. Mình thì mình không gành cái vụ này lắm. Nhưng mà nhìn người ta câu thì cũng có đó. Tới rồi các bạn ơi, hiện tại là mọi người đang chọn bãi này luôn rồi. Ủa sao mọi người bỏ dép vậy? Trời tệ đó. Tao không mang cái đôi dép này nè. Được, yên tâm. Tại mình sợ đứt chân á, nên là mình luôn mang dép xuống mấy cái bãi đá này á. Mà cái dép dạng dép tổ ong á bạn, cái dép gì mà nó to to á. Và bây giờ thì mình sẽ đi bắt ốc với mọi người nha. Tụi mình đang tìm những con ốc mắt ngọc á. Nó hay thường ở trong những cái bãi đá như thế này. Ốc này thì dễ bắt hơn. Một xíu nữa khi nào mà bắt được á, mình sẽ cho các bạn xem. Mọi người nói là ốc này thì ăn rất là ngon nha. Với lại nó rất là giòn. Nhưng mà mình chưa thử bao giờ. Ủa sao mọi người bắt được mấy con ốc đó vậy? Hồi nãy giờ mình đi cả buổi trời vẫn chưa bắt được con nào luôn. Trong khi mọi người bắt cũng khá là nhiều luôn, ai cũng bắt được hết. Hôm nay thì biển hơi động các bạn. Sóng nó cứ đánh liên tục như này nên là rất là khó nhìn xuống ở dưới. Cái này phải có kính lặn á thì sẽ dễ hơn. Mọi người phải lấy cái đôi dép mà màu xanh xanh á. Đôi đó đi em lắm. Kiểu dép này nó không phải là nó trơn mà nó kiểu nó bám được. Con ghẹ
đây nấu sốt tấm nhiều quá, không có chích lạnh. Đâu anh Hiền, nó có chỗ nào ăn cũng được mà. Vấn đề là đánh hoài anh không thấy được để bắt em không? Con. Ủa sao có mấy con vậy? Em đổ anh nhìn một cái là thiên nước là em lật nó lên rồi. Đây hình dáng ốc mắt ngọc là như vậy nè các bạn. Ở trước cái mài của nó lạ lắm. Eo trong những cái kẽ đá. Vài con sẽ bắt hai lượt. Thế mấy con phải lao rồi sao bắt. Ôi chậm chậm thôi, anh đừng giao trọng trách này cho em. Đâm đi. Thấy đường thì bò hay cái gì đá vậy nè. Sóng đánh quá trời nên mình cũng không thấy gì dưới luôn, cũng bắt được con nào luôn. Các bạn thấy cái dãy núi mờ mờ bên kia không? Bên đó là Campuchia đó. Thôi mình bỏ cuộc rồi, mình sẽ đi về cái bãi đá kia. Bị ăn rồi. Tôi hỏi mới bắt người cho thao á. Sao mọi người hay quá vậy? Ô, đồ thể bệnh. Trẻ ra coi. Ghê. Hả? Bảo rồi, bảo vô kìa. Đây là những thanh niên ra sao nha các bạn. Đi biển còn đội nón bảo hiểm nữa. Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không có con nào luôn. Rồi, để đẹp lại. Nhiều đó hả? Thấy mẹ rồi, đói rồi. Có bắt nhiều quỷ. Nhiều đó thì đói. Nó đứng được luôn rồi. Trời ơi, đứng mà đồ xịn có khác. Đẹp sức rất tham lai, tham bếp gì đi nha. Đó, nhìn thấy rồi đó. Chỗ này để chèm đi. Đó, để cho nó không có bị gió vô. Ôi nha. Trời ơi, em mới té. Một cái gô. Ai cho xin mấy cái bịch bị ni lông rồi mình đốt cho dễ. Cho xin mấy cái khẩu trang đó. Không lấy khẩu trang đi. Đây, dùng. Ủa thiệt mà. Đây, bữa nay nó dùng khẩu trang nó đốt được không? Nè, cái bao này là đốt được nè. Mấy cái bịch khô á. Cái này ướt quá, mấy cái khô á. Ê, cái này nè, cái này đốt được đó. Cái này ẩm quá chị ơi, không được đâu. Cực kỳ ăn. Bữa nay lỏng quá, có thể dùng được bắp đâu. Ôi, sao này trời, nó không đẹp gì. Còn hãi không? Cái này nó lỏng quá, không có được bắp. Bữa nay không có gì chơi vậy? Cái này bắp á, được. Đang xéo chứ nhảy. Xéo hả? Cái này chở, cái này chở. Trời ơi, của tôi để đây mà. Cái này là tôi tắt được. Thôi, đây là đi làm nha. Đi, cá nữa đâu, có gì nữa đâu mà.
có chai nước kìa. Không gió nó sợ nó lắc đó. Cô ơi. Sao chị? Bởi vì kìa. Có giấy không? Đó mà có giấy không? Ai có giấy không? Đây có giấy không? Nè khẩu trang. Đây có đường miếng không? Ê anh lấy miếng đường miếng anh. Từng xốp á. Khẩu trang này bằng giấy không nội? Đây kìa. Thấp quá. Đây, ta dân đi ngừng nè, chỉ cho. Thôi để cao lên. Nghe đi. Nó cao lên. Chim đá nè. Chim đá nè, đừng có chim này. Sao không nghĩ ra chim đá. Chim đá nè, đừng có chim cái này. Lại lên miếng xăng nữa nha. Được rồi. Thế là mình đi rửa cái ok. Cháy cháy khẩu trang. Mình lấy cái túi. Má gió quá. Không phải gió. Không phải chị. Anh hạ xuống nha, đưa cao quá nó gió ở trên sao. Đúng rồi. Để đây con đây đừng đừng quá cho nó bén đi cho nó bén nó lo nè đừng quá con nước còn tát đâu ok rồi mà nó không bắt được lá này đáng ra nó phải tự bắt mày ở đâu mình đánh cái này được á bắt lửa được nè chạy với bà chúa. Mẹ nghe dẫn xe non hả? Xe chín hả? Cái hàng cái để cho ừ, hàng nó hàng nó gì có thêm chồng trong đây rồi mà. Thì sao lấy chứ tại vì nhiều lửa nó còn làm. Từ tí nó có lửa rồi mình lên thang sao sao đó. Đó nó hợp cái thang dưới hả? Ừ, đây nè, thang dưới đâu. Bây giờ nào nó nghe nào. Bây giờ mình đốt cây này mình ăn dẫn được nè, nó kêu mà thang. Cây á. Để giao Định Phúc mày canh lửa mày. Dạ. Cái mình to xương mình đứng mình che gió chị. Rồi. Ờ lên đồ nướng nè. Để cá kế bên chứ gì. Để cá lên kìa. Được, đừng có đạp mấy con này. Bài đó. Ăn xoài nè em. Thằng ấy nó sẽ cao lên cái lớp đàn kia không? Đi. Cái lớp ăn mà em lấy ra mới á, em để cho nó dưới dùi thôi này. Ừ. Ủa, anh thay nước ớt rồi. Thầy cậu. Ừ.
Biết rồi. Bỏ bớt đá vào đây nè. Nè, rớt ngoài đây luôn rồi. Ừ đó nè nè con này nè, đó, đó là con này nè. Để nước ngọt cái gì á? Gì vậy má? Má trộn cái gì vậy má? Cho ông này được em. Trời má chơi sẵn nhắc má. Có không? Lá như thế này. Mà đừng có cây điện cho nó cháy. Ê, miếng nước cũng cháy cho tôi á. Kệ nó. Nó có cái lớp vỏ mình lột ra. Sao tao không muốn nói gì được? Đây cái chén bột đã vô. Anh đi cái chén riêng nha. Ủa rồi mình cũng cháo rồi trời. Mày mới khui đâu rồi. Nè, con đi. Tao thấy mày khui đem ra nữa mà. Nè, này đi cái đó. Đi qua rồi. Đi ở dưới cái nắp á. Mới bị trắng nó tiên. Nè, đây 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 nè. Đưa ốc lên đi. Đâu nữa đâu. Kiếp được cái đâu của mà. Ê, kiếm gì lắp cho nó cao xung quanh lên cho nó chỉnh dấu thôi. Ừ. Hồi sao cháu bời nha. Ừ, tí nữa lấy rất là luôn. Mấy bữa em cũng rất mấy bữa nay em nhờ người ta lấy nhóc á cho ăn. Cái này là sắp hết than rồi nha mọi người. Đi bẻ thêm củi. Có một cái cây khô nó ngã ở cạnh đây luôn. Nên là tụi mình cũng tận dụng luôn. Để yên đi. Cái đèn nó chiếu. Cái đèn nó chiếu vô đi. Đây là cá ngừ gói giấy bạc nướng nha các bạn. Nhưng mà được ướp gia vị theo kiểu miền Trung á, nên là mình thì miền Nam, nên là lần đầu tiên mình ăn cái kiểu này á, nó cũng rất là ngon. Tóm lại vị nó lạ lạ, nó không có tanh. Với lại một phần là ở ngay biển luôn, nên là cá này rất là tươi, vị rất là ngọt. Đây là ốc bắt ngọc đây các bạn, hồi chiều mới vừa bắt xong được bao nhiêu đây thôi. Chế biến rất là đơn giản, tụi mình chỉ cần luộc lên thôi. Tại vì có cái nước chấm muối ớt đặc trưng của cái vùng Phú Quốc này rồi. Đúng như mọi người nói là ốc này rất là giòn nha các bạn. Giờ là tới cảnh đi về nha. Tụi mình phải lội vào trong bờ ở mé bên kia lần. Nước ở đây thì nó cũng lên rồi nhưng mà nó không đến nỗi là nó quá sâu. Do là trong nhóm cũng đông thành viên á, tới 9 người lần. Nên là tụi mình thấy cũng bình thường không sao hết. Đủ đủ đủ, đủ thành viên. Rồi, đi nhấp nó vô. Đợi cái nó giờ ơi. Từ nhấp nó vô. Thôi từ thôi. Từ mọi người ơi. Đi. Đông. Chú đi Hưng. Giữ cái cục này, giữ cái cục này. Cục này nó chưa. Trơn nghe, chỗ này trơn nè. Ôi. Chỗ này nè. Nè ok trời, quên đồng hình dung luôn luôn. Từ 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 từ. Nó đặt mắt. Giờ là tụi mình đã vô bờ rồi, đang đi lấy xe. Ăn thì tuốt ở đằng cái bãi đằng kia, nhưng mà xe thì để tuốt đằng trong bờ này. Ở Phú Quốc á, buổi tối á, thường là những cái nhà trọ hoặc nhà dân á, người ta cũng để xe bên ngoài trong lúc người ta ngủ ban đêm vậy đó. Thấy, thấy, thấy. Đi ngõ coi nè. Mày đi đây. Anh làm gì tới đây dữ vậy? Kiếm. Nó qua tới đây cũng làm biết mà. Dưới thấy đường không? Ổn không anh em? Ổn. 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 Đâu? Đó, trời ơi. Còn đây kia. Ơ mừng lắm. Được không có hai cái nào móc cái dính lại nè. Cuối cùng là cũng còn xe để đi về. Hiện tại là tụi mình đang chạy về đây. Bãi này thì cách chỗ tụi mình ở cũng gần thôi. Chạy tầm khoảng 10 phút thôi. Ở lúc trước mình ra đây mình chạy đường này nó vắng lắm. Mà bây giờ là do có mấy cái resort nó được xây lên á, nên là cũng đông. Với lại có một số là có sẵn rồi, kinh doanh kiểu dạng khách sạn á, nên là khách đi ngủ cũng rất là đông.